À, xin chào các bạn ha. À, trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có một cái ảnh kênh YouTube mà nó à, có thể hiển thị tốt trên mọi cái thiết bị. À, thì các bạn lưu ý là ví dụ như một cái kênh YouTube của mình thì có thể người ta sẽ xem trên một cái tivi 32 inch chẳng hạn, hoặc người ta có thể coi trên laptop, hoặc cũng có thể coi trên một cái thiết bị mobile. Thế thì à, làm thế nào? để có thể thiết kế được một cái ảnh nghệ thuật hay còn gọi là ảnh trên à, nó hiển thị tốt trên mọi thiết bị thì để thiết kế đúng chuẩn á thì người ta có quy định như thế này đây là một cái hình à, minh họa cái chuyện là các bạn phải thiết kế như thế nào để nó có thể hiển thị được à, đầy đủ trên tất cả các thiết bị thì một cảnh nghệ thuật á, kích thước chuẩn của nó phải là 2560 nhân cho 1440. Thì cái thằng này là chiều rộng nè, còn thằng này là chiều cao. Thì cái này các bạn xem trên TV á, thì nó sẽ hiển thị lớn như thế này. Giả sử như cái kênh kiến thức của mình á. Ví dụ đây là cái ảnh nghệ thuật của trang kênh kiến thức nè. Thì nếu như các bạn nào mà xem trên cái máy tính á, trên một cái laptop hoặc là trên một cái thiết bị mobile thì thông thường các bạn chỉ nhìn thấy được cái chữ kênh kiến thức này thôi à, trên một số thiết bị khác thì các bạn sẽ thấy được cái chữ MMO và cái phần computer thì nếu như các bạn mà xem cái kênh kiến thức của mình á, trên cái tivi ví dụ tivi 32 inch chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị đầy đủ cái hình như thế này chứ không phải chỉ là một cái dùng nhỏ ở đây thì cái này do mình thiết kế theo cái hình chuẩn thì các bạn thấy nè ví dụ như đây là cái mẫu của tivi thì cái mà các bạn thấy cái màn hình desktop nhỏ nè hoặc là thiết bị mobile nè thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị cái vùng đen này nè ha đây là một cái vùng thì cái vùng này có kích thước là 1546 nhân cho 423 ha à, tức là chiều cao và chiều rộng đó thì các bạn có thể dựa vào cái này à, còn nếu mà các bạn sử dụng trên một cái tablet À, tức là một cái thiết bị iPad chẳng hạn thì kích thước nó phải lớn hơn một xíu Và kích thước mà uh, trên một cái máy tính PC uh, một cái màn hình uh, lớn ví dụ màn hình 17 inch chẳng hạn hay là một cái uh, laptop ha uh, mà full uh, full màn hình thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị nguyên cái chiều rộng này ha uh, nguyên cái phần này uh, Tuy nhiên để uh, thiết kế được một cái hình à, nghệ thuật mà phủ được tất cả các thiết bị này thì à, các bạn phải rành về cái Photoshop à, tuy nhiên thì à, không phải ai cũng có thể à, ngồi thiết kế từng phần như thế này được thế thì à, trong cái video này á mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tạo ra một ảnh nghệ thuật mà nó có thể tương thích đối với mỗi thiết bị à, nhưng à, các bạn không cần phải biết gì Photoshop các bạn vẫn làm được thì cái trang mà photojet nè Photojet.com Đây là cái trang web mà trước đây mình có hướng dẫn các bạn rồi à, Trước đây mình hướng dẫn các bạn dùng cái trang này Để tạo ra một cái ảnh thumbnail Một cái ảnh bìa Trên cái video youtube đó, Để thu hút người xem Thế thì bữa nay mình lại ứng dụng cái này Để tạo ra một cái ảnh nghệ thuật Cho nguyên cái kênh của mình Các bạn bấm vào nút login ha Ở đây các bạn có thể tạo ra một cái tài khoản riêng cho mình hoặc các bạn có thể kết nối qua cái tài khoản Facebook của mình luôn, mình bấm vào cái mục Connect with Facebook ha. Ở đây do cái tài khoản mình đã đăng ký rồi, cho nên là nó sẽ vào thẳng luôn. Còn nếu không ở đây nó sẽ bật lên một cái hộp thoại ha, nó kêu các bạn phải xác minh cái điều kiện để cho nó vào. Sau khi các bạn đã đăng nhập xong thì các bạn vào cái mục Design mà. Ở trong một Design này á, thì nó sẽ có nhiều cái mục để các bạn làm, ví dụ như thiết kế ảnh bìa à, Facebook. À, thiết kế à, ảnh thumbnail à, video hay là tạo một cái ảnh nghệ thuật cho kênh youtube à, nhân dân có rất nhiều thứ Ngay cả tạo profile file nhân dân, ha thế thì à, các bạn có thể lăn chuột xuống ha để các bạn tìm tới cái mục là ảnh nghệ thuật youtube thì các bạn thấy cái mục social media nè thì ở đây nó có một cái mục là youtube channel ha tức là ảnh của một cái kênh youtube các bạn có thể bấm vào đây khi các bạn lít vào cái mục ảnh ngay thật rồi đó thì bây giờ các bạn quan sát như mình ở phía bên tay trái nó sẽ có một cái khung cái khung này hiển thị những cái kiểu mẫu mà nó cho phép các bạn dùng à, tuy nhiên thì các bạn phân biệt cho mình cái nào là miễn phí cái nào là trả phí nha những cái nào mà có hình cái vương miệng này nè tức là các bạn phải mua cái tài khoản thì các bạn mới có thể dùng còn nếu không thì các bạn phải dùng những cái miễn phí này thôi à, lưu ý nha những cái nào có cái vương miệng là phải trả tiền. Rồi à, ví dụ như uh, các bạn có thể trượt xuống nó còn rất nhiều cái uh, giao diện ảnh dưới đây. Ha. À ví dụ như một anh nào đó làm một cái về uh, chụp hình, uh, chụp ảnh đó, thì các bạn có thể chọn anh bìa này. Ha. Còn không thì các bạn có thể chọn cái nào mà nó phù hợp với cái uh, lĩnh vực của mình thì các bạn chọn thôi. nhớ là phải né ra những cái trả tiền nha Và ví dụ như kênh kiến thức của mình á là mình đang dùng cái mẫu này nè mình chỉ thay đổi nội dung thôi thì nó sẽ ra được cảnh nghệ thuật như thế này rồi ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn cái mẫu này ha mình bấm vào đây thì đây là một cái hình review nó đang hiển thị ở chế độ là 23% thôi tức là nó đang thu nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn thì ở đây các bạn đơn giản là có thể thay đổi nội dung này ví dụ như mình thay đổi cái này thành kênh kiến thức chẳng hạn à, cái phần này thì nếu như các bạn không dùng thì các bạn có thể xóa luôn ha hay là các bạn ghi channel hay là cái gì đó à, ở đây thì thôi mình để trống nha à, các phần gai này thì mình có thể ghi là channel rồi còn cái phần dưới đây thì các bạn có thể đưa cái trang web của mình vào À, ví dụ như các bạn sẽ ghi là kênh kiến thức.net Rồi, có thể đứt ra ngoài Các bạn lưu ý là các bạn có thể thay đổi phong chữ ha Ở đây nó cho các bạn chọn nè Mình có thể thay đổi phong nào đó tùy ý à, Các bạn cũng có thể bấm vào cái phần Effect Để các bạn có thể điều chỉnh cái độ trong suốt, độ mờ. Hay là có thể tạo một cái đường viền à, Các bạn thấy nó có viền nè Có thể chọn màu cho viền nhân dân. À, các bạn có thể uh, tùy biến nha Rồi. À, Giả sử như uh, cái chữ kênh kiến thức này nó bị lọt cái chữ nó chấm nét xuống nè Thì mình kéo cái này ra Các bạn canh lại sao cho nó phù hợp Và cái ảnh này ví dụ như nó không có đúng với cái chủ đề mình đang làm Ví dụ chủ đề của mình là chia sẻ gì kiếm tiền online nha Thì các bạn có thể thay đổi cái nội dung này ha Ví dụ bây giờ mình muốn tải một cái hình trên máy tính mình lên á Thì mình sẽ bấm vào F photo Mình chọn computer nè mình sẽ vào cái phần thumbnail ví dụ mình chọn hình hai cái gối có cái biểu tượng youtube nha sau đó các bạn bấm open thì để đưa cái này vào sử dụng đó thì các bạn có thể lôi cái này kéo qua đây các bạn thấy bây giờ nó đã thay thế rồi ha và các bạn cũng hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái này làm sao cho nó phù hợp nhất rồi sau khi hoàn tất thì các bạn lít chuột ra ngoài thì các bạn thấy đây là một cái ảnh của mình các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp nha à, Ví dụ chữ kinh kênh thức này các bạn thấy phông chữ nó không có dữ Thì các bạn nhớ là có thể thay đổi cho mình nha à, Thay đổi như thế nào sao cho nó đẹp Sau khi các bạn đã làm à, hoàn tất cái việc thêm hình ảnh này Chỉnh sửa nội dung rồi đó Thì bây giờ các bạn có thể bấm vào cái nút sell chỗ này Để các bạn lưu lại trên máy tính mình nha Để có được cái chất lượng mà cao nhất á Thì các bạn có thể chọn cái mục là cao này Hay ha rồi cái phần name thì các bạn đặt cái tên vào. À, ví dụ như mình đặt tên là kênh kiến thức channel chẳng hạn. Để cho chất lượng mà nó đẹp, chuẩn như cái màu thiết kế ở đây á. Thì các bạn nên chọn là png Các bạn thấy ảnh này á, kích thước nó sẽ là 2560 nhân cho 1440. Nó sẽ tương ứng với cái ảnh chuẩn này nè. Các bạn thấy không? Thì ảnh này nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ sale xuống máy tính luôn nha. Rồi, ví dụ mình tạo để trong cái uh, thumbnail hoặc là mình để qua desktop luôn cũng được. Để desktop nha. Save sale Thì uh, khi nó báo như thế này thì nó đã lưu thành công trên máy tính mình rồi. Các bạn có thể nhấn OK. Bây giờ quay trở lại kênh YouTube của mình nè. Bây giờ các bạn muốn thay đổi ảnh kênh á thì các bạn có thể đưa chuột ngay chỗ này. Các bạn thấy sẽ có một cái mục gọi là chỉnh sửa ảnh kênh nè. Các bạn bấm vào thì mình sẽ chọn cái mục là chọn ảnh từ máy tính của bạn ha các bạn bấm vào đây rồi sau đó sẽ tìm tới cái ảnh mà mình vừa thiết kế ví dụ cái này sau đó các bạn bấm bình thì đây là tiến trình nó tải lên ha rất nhanh thôi khi mà các bạn tải lên rồi á thì các bạn thấy ở đây sẽ review cho mình ha Và ví dụ như trên cái máy tính địa bàn thì nó sẽ hiển thị như thế này. Trên TV nó hiển thị như thế này trên thiết bị di động thì nó hiện thị như thế này. Các bạn lưu ý ha, do cái chữ kênh kiến thức á, mình để cái chữ thức này nó rớt xuống một dòng á, cho nên nó hơi xấu. cái này các bạn nên để trên một dòng thôi. thì khi mà nó review á, nó hiển thị trên thiết bị máy bàn và cái thiết bị di động á, nó sẽ nằm trên một hàng ha, nó sẽ thể hiện đủ nội dung ở đây. thì cái này đơn giản thôi, các bạn có thể quay trở lại đây các bạn chỉnh, có thể một là kéo cái khung này, nó lớn lên xíu cho cái này nó nhỏ lại ha các bạn lưu ý giùm mình nha còn không nữa thì các bạn có thể xóa luôn cái chữ channel ha, channel cũng không cần thiết ha sau đó các bạn có thể di chuyển cái này à, nhấn mũi tên xuống đó cho nó đi xuống một xíu để khi mà nó hiển thị trên cái thiết bị của mình thì nó sẽ hiển thị đầy đủ rồi giả sử mình sau khi điều chỉnh thì nó sẽ như thế này mình sẽ seo lại nha bên luôn xem xuống ok bây giờ các bạn có thể tải lại ha mình sẽ chọn lại cái ảnh khác à, nếu như cái ảnh cũ mà nó chưa có đẹp thì các bạn có thể dùng cái ảnh mới nè ở mô bạch Thì đây là một cái ảnh mà nó review trên các thiết bị của mình. À, cái mẫu này thì nó không hiển thị tốt trên cái thiết bị di động ha. Thì các bạn có thể à, sử dụng lại cái khác. À, ở đây nếu như mình dùng cái mẫu mà mình đã dùng trước rồi đó. Ví dụ cái kênh kiến thức này. Các bạn thấy nó sẽ review nè. Ví dụ mình chọn luôn nha. Thì các bạn thấy cái mẫu mà mình đang dùng đó. Thì nó sẽ review hiển thị tốt trên máy tính đề bàn nè. Trên TV nè, trên thiết bị di động nè Thì cái mẫu như thế này nó dễ chịu hơn Do nó thiết kế chữ nằm ở giữa Thì nó luôn luôn hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị Còn cái mẫu mà mình vừa làm á Thì nó không hiển thị tốt trên di động nha Rồi, sau khi mà các bạn chọn xong Thì các bạn bấm vào nút chọn Thì nó sẽ thể hiện như thế này Nó đang lưu nè Thì cái việc các bạn thiết kế ảnh của cái kênh á À, nó có rất nhiều lựa chọn trên cái trang photojet này Thì các bạn phải lựa sao cho nó phù hợp nhất với mình nha Ở đây thì mình đang review để các bạn nắm được cái cách làm thôi à, Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình Và để lại những bình luận bên dưới nha Chào các bạn